nhổ củ này lên kho cá, lên kho thịt. Nếu như ai đang gặp vấn đề về dạ dày như viêm loét dạ dày tá tràng, viêm loét môn vị, viêm loét hang vị, trào ngược dạ dày thực quản, ở hơi, ở chua, thì mình có thể là sử dụng tinh bột của củ nghệ này nhé. Đấy. Thì nếu như ai không có điều kiện thì mọi người có thể sử dụng củ nghệ tươi này, mình làm gia vị, mình nấu với thịt kho hoặc cá kho thì cái vị nó hơi ngai ngái một tí, nhưng mà nếu ai hợp thì rất là thích ăn. Và khi mà mình ăn nhiều cái nghệ này này thì nó có khả năng dưỡng da cho mình một làn da rất là đẹp, rất là mịn màng nữa. Thì đấy là công dụng của củ nghệ. Thì cây nghệ này thì có cái lá giống như là chuối đây này đấy, nhưng mà không phải là chuối nha, cái sọc của nó đấy. Nguyên cây của nó sẽ như thế này. Nếu như mà mình sử dụng củ tươi hoặc là củ khô thì mình có thể là thái lát hoặc là xay nhuyễn ra và hãm lấy nước uống, thì cái tinh chất mà cái chất tạo nên cái giá trị đối với dạ dày của nó là cái curcumin, là cái màu vàng của tinh bột nghệ này này đó, của củ nghệ này. Cho nên là nếu như mà mình mua các loại chế biến mà nó màu trắng hết rồi thì nó chỉ có tác dụng là bổ thôi, chứ nó không có tác dụng đối với viêm loét dạ dày tá tràng đấy. Thì khi mà mình mua thì mình lưu ý lựa chọn cái loại có màu vàng, và nếu như mà nó vàng sẫm thì có nghĩa là họ xay cái củ này nguyên chất thôi. Thì cái loại xay nguyên chất thì mình chỉ có về mình hãm nước mình uống, chứ mình không sử dụng uống trực tiếp, tại vì cái hạt và cái phân tử của nó khá là to nên cơ thể của mình không thể hấp thu được, cộng với nó là ở thể khô, khi mà mình uống cái loại vừa to vừa khô ấy thì cái sẽ ảnh hưởng đến bao tử của mình và nó lại phản tác dụng. Cái loại mà xay nhuyễn ra thì mình phải hãm nước uống, còn cái công đoạn mà tạo ra cái tinh bột nghệ chế biến rồi ấy, thì nó chỉ màu vàng hơi nhạt nhạt, hơi lờ lờ thôi. Mình có thể đăng ở trong hình, mọi người có thể theo dõi. Đấy, thì cái màu vàng đấy thì nó vừa loại bỏ được tạp chất, nó vừa giữ được cái lượng curcumin ở trong tinh bột nghệ, giúp hỗ trợ tăng cường cái chức năng dạ dày tốt hơn những loại khác. Đấy, đó, khi mà mình sử dụng tinh bột nghệ thì mình pha chung với mật ong, hoặc là mình pha chung với đường. Nếu mà mình có pha chung với mật ong thì nó sẽ tăng cường hỗ trợ chức năng cho nhau, cho nên hiệu quả nó sẽ cao hơn. Nhưng mà cái vị của cái nghệ này nó hơi ngái một tí, hơi khó uống một tí, cho nên nếu như ai mà không uống được thì có thể sử dụng bột nghệ mà người ta vo viên với lại sữa ong chúa rồi, thì mình chỉ cần uống như uống viên thuốc tây bình thường thôi, thì nó sẽ dễ sử dụng hơn và nó tiết kiệm thời gian hơn, mà nó vẫn đảm bảo được cái tác dụng của nó. Và nếu như ai mà mình không có thời gian pha thì mình có thể sử dụng các loại chế phẩm mà người ta chiết xuất curcumin là cái thành phần chính giúp hỗ trợ dạ dày, là cái tinh chất màu vàng này này đó, thì người ta lấy curcumin đó và pha chung với mật ong sẵn có, thì nó là cái thành phần dạng nước mà người ta đã chế biến sẵn rồi thì nó còn có hiệu quả cao hơn nữa. Thì nếu ai đang gặp cái vấn đề về viêm loét dạ dày tá tràng, viêm loét môn vị, viêm loét hang vị, trào ngược dạ dày, ợ hơi, ợ chua thì có thể tham khảo sử dụng tinh bột nghệ hoặc các chế phẩm liên quan đến nghệ vàng nhé. Chúc mọi người có sức khỏe, và nếu như nhà nào có điều kiện có đất thì có thể trồng một cụm, tại vì nó không có tốn đất mấy mà nó lại có thể là sử dụng làm thức ăn nữa, làm gia vị trong thức ăn. Thì chúc mọi người có sức khỏe, và nếu như mọi người muốn mình chia sẻ thêm các kiến thức về dược liệu hoặc là cây cỏ khác thì mọi người cứ comment ở phần bình luận nhé.